Đại tư mã Ngô Văn Sở. Danh tướng Ngô Văn Sở là người huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn, tham gia góp sức dưới cờ Tây Sơn từ rất sớm, nhờ võ dũng và mưu lược mà được trọng dụng và lập vô vàn chiến công. Năm 1773, cùng với Đô Đốc Lộc và Lê Văn Hưng đánh chiếm ba phủ Phú Yên, Diên Khánh, Bình Thuận. Khi Nguyễn Nhạc xưng đế, ông nhận tới chức Đại Tư Mã. Năm 1787, Ngô Văn Sở cùng tiết chế Vũ Văn Nhậm ra tiêu diệt Nguyễn Hữu Trình ở thành Đăng Long. Khi Vũ Văn Nhậm mưu phản, bị Nguyễn Huệ sai giết, Ngô Văn Sở được giao trông coi 11 trấn Bắc Hà, cùng Đại Đô Đốc Nguyễn Văn Tuyết, Ngô Thì Nhậm và nội hầu Phan Văn Lâm đều theo ông giữ thành Thăng Long. Năm 1788, trước sức mạnh của 29 vạn quân Thành do Tô Sĩ Nghị chỉ huy, ông đã làm theo kế hoạch của Ngô Thì Nhậm lui về Tam Điệp, cho Nguyễn Văn Tuyết cùng con ngựa hãn huyết của mình chạy 7 ngày đêm cấp báo về Phú Xuân. Tháng 11, Bắc Bình Vương làm lễ đăng quang, lấy hiệu là Quang Trung. Bắc tiến thần tốc đánh Thăng Long ngay trong Tết. Sau đại thắng, Ngô Văn Sở tiếp tục được giao trấn thủ Bắc Hà. Năm 1792, Quang Trung mất, Quang Toản nhỏ dại để cho cậu mình là Bùi Đắc Tuyên nắm mọi quyền hành, thanh trừng bề tôi trung thành của Tây Sơn, trong đó có Đại Đô Đốc Lê Văn Hưng. Vào năm 1795, Ngô Văn Sở đã ra sức can ngăn nhưng không thành. Trong cuộc đấu tranh nội bộ, Võ Văn Dũng đã cùng Trần Văn Kỷ, Đô Đốc Hòa bắt Bùi Đắc Tuyên và vây cánh hạ vào ngục. Cho rằng Ngô Văn Sở có cùng mưu với Bùi Đắc Tuyên nên Võ Văn Dũng đã khép ông vào tội mưu phản. Quang Toản biết là trung thần của mình bị oan nhưng đành bất lực trước sự kiên quyết của Võ Văn Dũng. Từ đây Tây Sơn ngày càng rối ren, bè phái nghi kỵ triệt hạ lẫn nhau, một số về quê ở ẩn, số còn lại bỏ theo Nguyễn Ánh. Cuối cùng Tây Sơn sụp đổ vào năm 1802.